Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022-2023, thực hiện nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, tham dự có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến hết năm 2022, dư nợ các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ giao nhiệm vụ Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai thực hiện đạt 16.024 tỷ đồng, hoàn thành 84,3% kế hoạch năm 2022. Cụ thể, chương trình cho học sinh sinh viên vay mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến đạt 827 tỷ đồng, mua gần 86.000 máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến. Chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 4.032 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10,8 ngàn căn nhà. Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm đạt 10.000 tỷ đồng, với hơn 211.000 khách hàng được vay vốn tạo việc làm. Chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 194 tỷ đồng, cho gần 2,6 ngàn cơ sở giáo dục được vay vốn. Chương trình cho vay theo nghị định số 28 của Chính phủ đạt 971 tỷ đồng, với gần 19,5 ngàn khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6% một năm, với tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ từ các địa phương, năm 2023 dự kiến nhu cầu vốn vay tăng 22.770 tỷ đồng so với năm 2022. Theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, tổng nguồn vốn chương trình trong giai đoạn 2022-2023 tối đa là 38.400 tỷ đồng. Trong năm 2022 đã giải ngân 16.024 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm 2023 được giải ngân tối đa là 22.376 tỷ đồng.